Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Gian TCR Aero 1, dòng xe đạp khung nhôm và bánh 700C, được sử dụng một bộ group cũng rất là cao cấp của dòng Shimano là group Untega, và đang được bán tại cái mức giá chỉ có là 13.900.000 một chiếc xe bãi đến từ Gian, khung viền rất là đẹp, khung nhôm composite siêu nhẹ, Luix SL. Cách thiết kế của khung, thiết kế dẹp khí động học, logo Gian, model TCR Aero 1, chiếc xe rất là đẹp. Được chạy bộ group chuyển động Shimano Untega, từ đây là đè chuyển số, gạt đĩa, rồi đùi đạp, đùi này cũng là đùi Untega, bộ Untega 6005, Untega 6005 viết hình dây ban. Đó. Đó, chiếc xe đạp đua từ thương hiệu Gian, xuất Mỹ, xuất Nhật Mỹ. Phanh ba mảnh trước này là Untega này, và tay lắc, đôi tay lắc cũng là Shimano Untega. Size xe là size L các bác nhá. Xe thì sẽ phù hợp cho các bác có cái chiều cao nó khoảng 1m80. Tí em sẽ có đoạn đo size chi tiết cho các bác xem. Đồ rất là đẹp, đồ Untega, khung nhôm, khung Gian. Phanh sau là phanh Shimano 105. Cặp Mayer cũng là cặp Mayer 105. Mayer 105. Mayer trước cũng 105. Xe đồ rất là đẹp. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 57 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 57 cm. Thì xe sẽ vòi các bác đi từ khoảng 1m75 đến khoảng 1m85 thì phù hợp. Sử dụng 9 tầng lít và 2 tầng đĩa. Nó sẽ có 18 mức độ khác nhau. Cực kỳ mượt mà. Xích vàng rất đẹp. Chiếc xe được bán cho em mức giá chỉ là 13.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.